Mùa thu năm Quý Sửu 1793, Nguyễn Phúc Ánh rút quân từ Quy Nhơn về Diên Khánh. Nhận thấy địa thế Diên Khánh hiểm trở, Nguyễn Phúc Ánh cho xây thành Đào Hào ở Phủ Lỵ để làm tổng hành dinh và cất trại lập xưởng ở dãy núi gần Trường Cá, gần cửa bể Nha Trang để đóng tàu bè và giữ mặt bể. Cái thành này nằm trên hai địa phận thôn Phú Mỹ và Trường Thạnh, chung quanh đắp đất chu vi 366 trượng 4 thước, cao 8 thước 5 tấc, trổ 6 cửa ra vào, xây gạch kiên cố, trên có vọng lâu tứ diện thông phong, trên thành có đặt súng Đại Bác ở bốn mặt. Trên dãy núi có trại xưởng ở Nha Trang cũng đặt súng Đại Bác và có thủy quân đóng. Do đó núi mang tên là núi xưởng hay núi trại thủy. Công việc phòng thủ lo xong rồi, Nguyễn Phúc Ánh giao Diên Khánh cho Nguyễn Văn Thành trấn thủ, còn mình thì kéo tướng sĩ về Gia Định, sau đó cho Hoàng Tử Cảnh và Giám mục Bá Đa Lộc ra tăng cường. Năm Giáp Dần 1794, vua Cảnh Thịnh sai Lê Văn Hưng vào đánh Phú Yên và Trần Quang Diệu vào đánh Diên Khánh. Lê Văn Hưng kéo quân đến Cù Mông thì gặp Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Quang Huy sau khi bại binh ở Bình Thuận không dám về Quy Nhơn, về quê hương ở Phú Yên, chiếm cứ một nơi hiểm yếu ở trong dãy Cù Mông, mong dịp lập công chuộc tội. Khi nghe tin quân của Lê Văn Hưng kéo đánh Phú Yên thì liền đem quân ra hưởng ứng. Lê Văn Hưng vốn đã quen biết Nguyễn Quang Huy từ trước, nên vui mừng hợp tác với nhau. Phú Yên được chiếm đóng dễ dàng, Lê Văn Hưng để cho Nguyễn Quang Huy ở lại trấn thủ, còn mình thì kéo binh về Phú Xuân. Còn Trần Quang Diệu vào Diên Khánh thì quân trong thành không dám ra đánh, đóng chặt cửa thành cố thủ. Thành rất kiên cố, Trần Quang Diệu không hạ nổi, đành bao vây chờ quân trong thành cạn lương thực. Nguyễn Văn Thành cho người lẻn về Gia Định báo cáo gấp, Nguyễn Phúc Ánh bèn đem đại binh giải vây, Trần Quang Diệu rút quân về. Nguyễn Phúc Ánh thấy quân Tây Sơn còn mạnh và lại đang mùa gió bấc, tiến quân không thuận tiện, đem Hoàng Tử Cảnh và Giám mục Bá Đa Lộc về Gia Định để võ tánh ở lại trấn thủ Diên Khánh thay cho Nguyễn Văn Thành. Tháng Giêng năm Ất Mão 1795, Trần Quang Diệu lại đem thủy binh và bộ binh vào đánh Diên Khánh, võ tánh giao chiến vài bận, liệu không đánh lại, đóng chặt cửa thành cố thủ, đợi Gia Định cấp viện binh. Đến tháng 2, Nguyễn Phúc Ánh đem thủy sư ra cứu Diên Khánh. Thủy quân Nguyễn Phúc Ánh không lên được Diên Khánh vì bị thủy binh Trần Quang Diệu chặn đánh ở Trường Cá Phương Sài, phải đóng ngoài biển Nha Trang và các nơi hiểm yếu ở trên đất. Ngày ngày hai bên đều có đánh nhau, người trong xứ không làm ăn được yên ổn. Thành Diên Khánh vẫn bị vây chặt, đoàn quân nào kéo ra cũng đều bị quân Tây Sơn tiêu diệt hoặc đánh lui. Thủy quân nhà Nguyễn cũng không làm sao qua lại Trường Cá, ưu thế nằm hẳn trong tay Trần Quang Diệu. Lúc này thì chợt Trần Quang Diệu được tin Phú Xuân có biến. Ở Phú Xuân, Bùi Đắc Tuyên mỗi ngày mỗi thêm động quyền. Những người trước kia theo Tuyên như Ngô Văn Sở, Lê Văn Hưng cũng không chịu nổi hành vi gian ác của Tuyên. Nhiều khi tỏ thái độ bất bình, Tuyên muốn trừ khử nhưng chưa có dịp. Nhân Lê Văn Hưng sau khi thắng trận ở Phú Yên, giao thành cho Nguyễn Quang Huy giữ, đem quân về Phú Xuyên. Tuyên bắt tội là không thỉnh mệnh trước, tỏ ý muốn làm phản. Tâu vua chém đầu răn chúng. Vua Cảnh Thịnh nghe lời, Ngô Văn Sở can nhưng không được. Quan phụ chánh Trần Văn Kỷ can thiệp, Tuyên nổi giận, giáng chức, đẩy ra coi trạm Hoàng Giang. Sau đó Tuyên lại sai Ngô Văn Sở ra Bắc Hà thay cho Võ Văn Dũng và gọi Dũng về Phú Xuân. Dũng về đến Hoàng Giang thì gặp Trần Văn Kỷ. Kỷ nói, Thái sư ngồi chùm cả nhân thần, cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết. Nếu không sớm trừ đi, e là bất lợi cho xã tắc. Ông nên lo liệu trước, kẻo ăn năn không kịp. Võ Văn Dũng vốn tin trọng Văn Kỳ liền nghe theo, về Phú Xuân không vào triều, lén cho mời Phạm Công Hưng và Nguyễn Văn Huấn đến bàn mưu giết Bùi Đắc Tuyên. Nhận thấy rõ lòng tàn nhẫn và tính phản phúc của Tuyên, Hưng và Huấn cùng lo ngại đến thân phận của mình, bèn hưởng ứng ngay lời Dũng. Đêm đến kéo quân vây dinh Thái Sư, chẳng ngờ đêm ấy Tuyên có việc ngủ trong cung, bọn Dũng vây luôn cả cung và đòi Cảnh Thịnh giao Tuyên. Không dừng được, nhà vua phải bắt Tuyên đem giao. Dũng hạ ngục Tuyên, rồi một mặt cho Nguyễn Văn Huấn vào Quy Nhơn bắt con Tuyên là Bùi Đắc Trụ, một mặt giả chiếu ra Bắc Hà bắt Ngô Văn Sở giải về Phú Xuân. Dũng phao cho Tuyên Sở Trụ mưu phản, đóng cũi nhốt đem dìm xuống sông Hương. Vua Cảnh Thịnh biết là oan, nhưng không sao ngăn cản được, đành gạt nước mắt khóc thầm. Trần Quang Diệu nghe tin, thất kinh, nói cùng các tướng. Chúa Thượng là người thiếu cương quyết để cho đại thần giết lẫn nhau, nếu ở trong không yên thì đánh ngoài thế nào được. Bèn ra lệnh rút quân. Đi đường núi đã lâu lại không tiện, Trần Quang Diệu phải mở đường biển theo gió nam mà đi cho nhanh,
Nguyễn Phúc Ánh không dám cản đường. Trần Quang Diệu đến Phú Xuân, đóng quân tại An Cựu, bên bờ phía nam sông Hương. Võ Văn Dũng cùng nội hầu Nguyễn Thế Tứ cũng đem quân bản bộ đóng ở phía bắc sông Hương, ỷ mệnh vua cự nhau với Trần Quang Diệu. Võ Đình Tú lấy tình quen thân cả đôi bên, xin vua Cảnh Thịnh cho phép đứng ra hòa giải. Nhờ vậy mà Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng nối lại tình xưa, đem binh vào thành, bệ kiến vua Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh mới phong cho Trần Quang Diệu làm thái phó, Nguyễn Văn Huấn làm thái bảo, Võ Văn Dũng làm đại tư đồ, Nguyễn Văn Danh làm đại tư mã, gọi là tứ trụ đại thần, cùng chung nắm quyền về dân sự và quân sự. Nhưng rồi có người rèm cùng với Cảnh Thịnh rằng Diệu nắm uy quyền trọng quá, e có ý khác. Cảnh Thịnh bèn thu hết binh quyền, chỉ để Diệu giữ hư vị trong triều mà thôi. Diệu sinh nghi kỵ, thường cáo bệnh không đi chầu, và ngày đêm cắt kẻ thủ hạ 200 người mang vũ khí bên mình để phòng vệ. Cảnh Thịnh lại sợ Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng là bạn cố giao ở gần nhau bất lợi cho mình, bèn phong cho Tú chức binh bộ tham chi vào coi quân ở Quy Nhơn và Phú Yên. Kế đó Phạm Công Hưng bị bệnh mất, Nguyễn Thế Tử bị thất sủng, lén đem gia quyến đi khỏi Phú Xuân. Nguyễn Văn Huấn đang trấn thủ Quy Nhơn bị Cảnh Thịnh triệu về kinh, Tư Đồ Nghĩa được cử vào thay Huấn làm trấn thủ và lại bộ thị lang Kính làm hiệp trấn giúp Nghĩa. Huấn về đến Phú Xuân, thượng thư Hồ Công Diệu mới tâu cùng Cảnh Thịnh rằng Huấn ở Quy Nhơn mưu kết thông cùng giặc, bị gọi về kinh tỏ ý bất bình. Cảnh Thịnh nghe lời, đợi lúc Huấn vào chầu ra lệnh bắt giết. Nguyễn Văn Bảo nổi dậy đánh thành Quy Nhơn nhưng mà quân lực quá yếu nên liền bị đánh tan. Bảo bị bắt, nhận chìm xuống sông đến chết. Nghe tin dữ, bà họ Trần ở Kiên Mỹ liền đem hai con là Văn Đức, Văn Lương và cháu nội con Nguyễn Bảo là Văn Đầu chạy lên An Khê nương tựa cùng cô hầu ở Mộ Điều. Tướng của Cảnh Thịnh biết rõ, nhưng sợ tên tẩm thuốc của người thượng nên không dám đuổi theo. Viên thái phó Lê Văn Ứng tâu cùng Cảnh Thịnh rằng nội biến của tiểu triều là do Lê Trung là người Quy Nhơn, chưa có phò vua Thái Đức. Cảnh Thịnh nghe lời, triệu Lê Trung vào triều, thét đạo phủ quân bắt giết. Con của Lê Trung là Lê Chất đang làm thủy quân đô đốc, trấn giữ cửa thị Nại, nghe tin nổi giận, chạy vào gia định quy hàng Nguyễn Phúc Ánh quyết trả thù. Lê Chất nói cho Nguyễn Phúc Ánh biết hết tất cả những cơ quan bí mật và những yếu điểm ở thị Nại. Dưới triều Thái Đức Quang Trung thì vua tôi tin cậy nhau, bạn bè yêu kính nhau, từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều lấy nghĩa mà đối đãi nhau. Quan văn cũng như tướng võ, ai nấy đều lo tròn nghĩa vụ, quyền không ham, lợi không ham. Nhờ vậy mà nước được mạnh, dân được yên. Sang đến triều Cảnh Thịnh thì vua tôi nghi kỵ nhau, đình thần hãm hại nhau. Ai nấy đều lo quyền lợi riêng của mình, không nghĩ đến quyền lợi chung của dân của nước, khiến cho thế nước ngày càng đảo khuynh, lòng người ngày càng ly tán. Do đó mà Nguyễn Phúc Ánh không tốn bao nhiêu công phu mà lập nên sự nghiệp lớn trong một thời gian ngắn. Năm Ất Mão 1795, sau khi quân Trần Quang Diệu rút về Phú Xuân, thì Nguyễn Phúc Ánh cũng rút quân về Gia Định, lo tích trữ thêm lương thực, chiêu mộ thêm binh sĩ, quyết chí diệt nhà Tây Sơn. Tháng 3 năm Đinh Tị 1797, mùa gió Nam bắt đầu, Nguyễn Phúc Ánh để Tôn Thất Hội ở lại giữ Gia Định, cùng Hoàng Tử Cảnh đem binh thuyền ra đánh Quy Nhơn. Bị thủy quân Quy Nhơn đánh lui, Nguyễn Phúc Ánh theo chiều gió ra đánh Quảng Nam. Trấn thủ Quảng Nam là Phạm Văn Thọ, người Bồng Sơn, đi coi việc lương ở ngoài, thành bị vây đánh. Người vợ là Lâm Thị Bạch, người An Nhơn, đóng cửa thành cố thủ. Địch đánh hăng quá, phu nhân liệu không giữ lâu nổi, bèn cắt tay lấy máu viết thư, xin cứu viện với tổng binh trấn Quảng Nghĩa là Nguyễn Văn Lộc. Binh Quảng Nghĩa ra cứu, quyền Nguyễn Phúc Ánh phải lui. Phạm Văn Thọ trở về thành, Nguyễn Văn Lộc trở về giữ Quảng Nghĩa. Nguyễn Phúc Ánh đánh Quảng Nam ngót 2 tháng, quân lương hết phải rút trở về Gia Định. Nguyễn Phúc Ánh về Gia Định, một mặt sai Nguyễn Văn Thụy sang Xiêm La xin vua Xiêm đem quân theo đường Vạn Tường sang đánh lấy Thuận Hóa hoặc Nghệ An. Một mặt sai Ngô Nhân Tịnh sang xứ Nhà An để cầu phong làm quốc vương thay Nguyễn Quang Toản. Tháng 3 năm Kỷ Mùi 1799, Nguyễn Phúc Ánh cử đại binh ra đánh Quy Nhơn. Quy Nhơn trước kia thì quan văn cũng như võ tướng phần nhiều là người địa phương, tình nghĩa giữa quân và dân rất là mặn, nồng, khăng khít. Từ ngày cháu cướp quyền bác, đưa người Quy Nhơn đi phục vụ nơi khác và đưa người nơi khác vào cai trị người Quy Nhơn thì quân và dân trở thành giàu và nước. Kẻ có quyền không có đức lại gặp được hôn quân, liền hùa gió bẻ măng. Nhân dân phải chịu nhiều nỗi cay đắng nhưng mong có cuộc thay đổi. Do đó địa phương có câu: lạy trời cho chóng gió nồm, cho thuyền chúa Nguyễn thuận buồm thẳng ra. Vì vậy khi Nguyễn Phúc Ánh ra Quy Nhơn thì nhân dân ngấm ngầm ủng hộ.
Nguyễn Phúc Ánh vào cửa thị nại tháng 4 năm Kỷ Mùi, sai Võ Tánh và Nguyễn Huỳnh Đức đem quân lên bộ đóng ở Hàm Long thuộc Tuy Phước và Tống Viết Phước ra đóng ở Cung Quang thuộc Bồng Sơn. Hàm Long là một độc sơn không cao không lớn, nằm trong địa phận thôn Thuận Nghi, hình giống như đầu rồng, miệng há rộng. Con sông Hà Thanh chạy từ Nam ra Bắc, qua khỏi núi thì quành xuống Đông để ra đầm thị nại, tạo thành cánh tay ôm lấy chân núi ở mặt Bắc và mặt Tây. Núi còn có một tên nữa là Cần Úc Sơn, núi tuy thấp bé nhưng mà có thể dụ minh. Cung Quang ở phía đông bắc Bồng Sơn, mặt bắc của núi thuộc về Đức Phổ, Quảng Ngãi. Thế núi chập trùng, cây cỏ sầm uất, dính liền với núi Sa Lung ở phía tây và núi Thạch Tân ở phía đông. Ba ngọn núi này hợp nhau thành một bức tường thành thiên nhiên che chở cho thành Quy Nhơn ở mặt bắc. Những nơi hiểm yếu này cũng như các nơi khác trong vùng đất Quy Nhơn đều do Lê Chất và một số người chán ghét cảnh thịnh chỉ dẫn cho Nguyễn Phúc Ánh. Chiếm cứ Hàm Long và Cung Quang rồi, Võ Tánh và Tống Viết Phước lo việc bố phòng, Tống lo chặn binh cứu viện ở Phú Xuân, Võ chờ thủy binh của Nguyễn Phúc Ánh kéo đánh mặt trước thành Quy Nhơn rồi sẽ kéo quân đi đánh Bọc Hậu. Võ Đình Tú đi kinh lý Phú Yên được tin quân Nguyễn Phúc Ánh đổ bộ Quy Nhơn, vội kéo quân về, đi thẳng lên Cần Úc đánh quân Võ Tánh. Hai bên kịch chiến suốt hai ngày đêm, Võ Tánh trá bại, Nguyễn Huỳnh Đức phục binh trên núi với cung tên và súng đạn. Võ Đình Tú bị mắc mưu, giục quân đuổi theo. Tên ở trên núi bắn xuống như mưa, chen vào những tiếng súng nổ. Quân Tây Sơn, lớp bị trúng tên, lớp bỏ chạy. Đình Tú tả sung hữu đột, cây thiết côn gạt phăng bao nhiêu mũi tên bắn vun vút vào người và ngựa. Nhưng mà không thể tránh khỏi đạn đồng. Bị thương nặng, máu chảy dầm mình, đuối sức ngã gục trên lưng ngựa. Ngựa hí một tiếng dài, nhảy ra khỏi trận tuyến, chạy một mạch về Phú Phong. Đến nhà thì ngựa ngã lăn ra chết, Võ Đình Tú cũng đã lạnh hết chân tay. Đó là vào cuối tháng 4 năm Kỷ Mùi 1799. Đầu tháng 5, Nguyễn Phúc Ánh kéo quân lên vây thành Quy Nhơn. Trấn thủ Quy Nhơn lúc bấy giờ là Lê Văn Thanh đem quân ra chống cự. Ở Hàm Long thì Võ Tánh và Nguyễn Huỳnh Đức kéo binh đánh đồn Chấp Xá ở Quán Trẻ. Tướng giữ đồn là Trương Tấn Túy chống cự không nổi, bỏ đồn chạy về Quy Nhơn. Quân nhà Nguyễn kéo đánh tiếp đồn Tháp Thi Thiện và tục gọi là Tháp Bánh Ít. Tướng giữ đồn là Lê Văn Thiệt bị trúng đạn chết trên bành voi, quân sĩ đều tan rã. Quân Võ Tánh thừa thắng kéo ra Ngạc Đầm, tục gọi là Bào Xấu, ở thôn Thiết Trụ thuộc An Nhơn. Bào Xấu không rộng lắm nhưng mà rất sâu, nắng mấy cũng không cạn. Phía tây là thôn Đại Bình, phía đông là thôn Thiết Tràng. Bốn mùa người ở phía tây, phía đông qua lại với nhau phải đi đò. Bên mé bầu phía đông có một dãy núi đất chạy dài ra phía bắc, tiếp nối với những gò đống giống hình rồng uốn khúc gọi là Kim Đồng. Trên núi có bảy đồn lính đóng để canh giữ mặt sau thành Quy Nhơn. Bảy đồn này có thế núi và nước lại rất kiên cố. Quân Võ Tánh trào lên lớp nào thì bị quân trên đồn bắn chết lớp nấy, không sao tiến nổi, đành phải đóng lại dưới chân núi phía tây bào. Nguyễn Phúc Ánh hạ thành mấy ngày liền nhưng không hạ nổi. Lê Văn Thành chống cự đã đuối sức, phải đóng cửa thành cố thủ để đợi quân cứu viện Phú Xuân. Nguyễn Phúc Ánh bao vây thành và truyền Võ Tánh giữ vững mặt phía tây, Tống Viết Phước giữ vững mặt phía bắc đề phòng quân Phú Xuyên. Quân Phú Xuyên do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng chỉ huy kéo vào đến Quảng Ngãi thì bị binh Tống Viết Phước chặn lại, phải dừng lại ở Thạch Tân. Thừa lúc trời tối, Võ Văn Dũng lén đem quân theo đường Trung Xá mưu đánh úp quân Tống Viết Phước. Chẳng ngờ khắp nơi đều có quân đóng giữ và canh phòng cẩn mật, quân Võ Văn Dũng bị thua to. May nhờ Trần Quang Diệu ứng cứu kịp, Võ Văn Dũng mới thoát nạn. Nhưng mà quân Trần Quang Diệu không sao đánh nổi quân Tống Viết Phước nên không cứu được thành Quy Nhơn. Lê Văn Thạnh đợi không thấy viện binh mà trong thành lương thực lại hết, bất đắc dĩ phải mở thành cùng Thượng thư Nguyễn Văn Pháp, Thiếu úy Trương Tấn Túy ra hàng. Nguyễn Phúc Ánh vào thành Quy Nhơn, chém chết tướng tá Tây Sơn và đổi tên thành Bình Định. Nguyễn Quang Huy ở Phú Yên nghe tin Quy Nhơn thất thủ, kinh hãi nói: Quy Nhơn mất rồi, nếu ở Diên Khánh đánh ra ở ngoài, đánh vào thì Phú Yên lưỡng đầu thọ địch, không tài nào chống nổi. Bèn bỏ Phú Yên ra quân cứu Quy Nhơn. Nguyễn Quang Huy đánh rất hăng, một ngày đánh bại 25 viên tướng của Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh lấy làm lạ, lên thành đứng xem. Nguyễn Quang Huy trông thấy bèn dùng cung thiết thai bắn trúng cánh tay trái. Nguyễn Phúc Ánh ngã nhào bất tỉnh, quân sĩ đưa vào dinh cứu chữa. Tỉnh dậy, sai rút hết quân vào thành tạm nghỉ. Quang Huy đóng quân trước thành. Nguyễn Văn Thành ở Diên Khánh được tin Phú Yên bỏ trống, liền đem quân ra chiếm đóng rồi sẵn đường kéo thẳng ra. Quân Nguyễn Văn Thành và quân Nguyễn Quang Huy giao chiến. Nguyễn Phúc Ánh sai Nguyễn Huỳnh Đức mở cửa thành kéo quân ra tiếp ứng. Quân Quang Huy bị đánh hai mặt,
hết sức chống đỡ, nhưng mà quân nhà Nguyễn quá đông, giết lớp này, lớp khác tràn tới. Sức đuối dần, quân Quang Huy bị tan rã. Quang Huy một người một ngựa chạy vào núi Dương An. Núi Dương An cũng gọi là Phước An, nằm phía nam thành Quy Nhơn ở trong vùng Vân Canh. Hình dáng kỳ đặc kiêu hùng, chu vi hơn trăm dặm, đỉnh cao chất ngất, lúc nào cũng có mây vần vũ. Cây cối rậm rạp, phần nhiều là danh mộc sống lâu ở trên trăm năm và lớn từ một ôm trở lên. Sườn núi dốc và đá xanh chập chồng. Dù leo núi giỏi đến đâu cũng khó leo thấu đỉnh. Ở xung quanh, Dương An có nhiều núi cao nối liền nhau thành dãy Nam Sơn chạy dài từ dãy Tây Sơn vùng An Khê xuống đến biển Thị Nại, địa thế rất hùng hiểm. Nguyễn Quang Huy vào Diên An chiêu mộ hào kiệt chờ dịp phục thù. Còn Nguyễn Phúc Ánh bị vết tên quá nặng phải đem tướng sĩ trở vào gia định, giao thành Quy Nhơn vừa đổi tên Bình Định cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn thủ. Tống Viết Phước vẫn canh giữ cung quăng để phòng ngự mặt Bắc. Được tin Quy Nhơn thất thủ, Cảnh Thịnh định thân chinh, nhưng mà gặp Ta Ngọc Hân công chúa nên tạm hoãn, chuyển Nguyễn Văn Giáp vào giữ sông Trà Khúc ở Quảng Nghĩa và gọi Trần Quang Diệu cùng Võ Văn Dũng ra giữ Quảng Nam, Kỷ Mùi 1799. Ngọc Hân công chúa vào Phú Xuân năm Bính Ngọ và được phong Bắc Cung Hoàng hậu năm Kỷ Dậu, năm Nhâm Tý. Vua Quang Trung băng hà, Hoàng hậu có một bài văn tế và một bài văn, lời tha thiết não nùng. Hoàng hậu sống cùng vua Quang Trung được 7 năm, sinh hạ được 2 con, 1 trai, 1 gái. Tang lễ cử hành rất long trọng, người người đều tỏ lòng thương tiếc. Đương lúc trong triều ngoài nước, biến cố xảy ra dồn dập mà đình thần cứ lo khuynh loát lẫn nhau. Vua thì không nghĩ đến nỗi mất còn của quốc gia, cứ lo ăn chơi và nghe lời nịnh hót sát hại công thần, khiến cho mối nước ngày càng thêm rối rắm, lòng người ngày càng thêm ly tán. Bọn Trần Viết Kiết, Hồ Công Diệu, Trần Văn Kỳ vốn ghét Trần Quang Diệu, nhân thành Quy Nhơn thất thủ, bắt tội Diệu là đồn binh không chịu tiếp ứng. Mới tâu cùng Cảnh Thịnh xin sai người đưa mật thư vào Quảng Nam báo Võ Văn Dũng bắt Diệu giết đi. Dũng được thư, tự nghĩ tội là tội của mình. Trần huynh đã có lòng tốt không cáo giác, sao mình lại nỡ hại ân nhân? Thà đắc tội cùng vua còn hơn phạm tội vong ân bội nghĩa. Bèn đưa thư cho Diệu xem. Diệu nổi giận: chúng ta đem hết lòng ra sức phò vua, vua đã không nghĩ đến công lao thì chớ, còn nghe lời xiểm định hết phe này đến phe khác, sẵn tay giết chết chúng ta, tình thế không thể để kéo dài mãi. Tôn huynh hãy ở lại đây ngừa giặc để tôi về kinh. Trần Quang Diệu về đóng binh tại bờ nam sông Hương. Cảnh Thịnh cho ra vời, Diệu không phụng mệnh. Nhà vua sợ hãi phải nhờ đến nữ tướng Bùi Thị Xuân. Nữ tướng Bùi Thị Xuân là chị em thúc ba ruột với Bùi Thái Hậu, võ nghệ đã tuyệt luân, lại còn trùng chồng là Trần Quang Diệu góp một phần lớn trong việc dựng nghiệp cho nhà Tây Sơn. Nhưng mà vì là phận nữ lưu không được tham dự quốc sự, trải ba triều Thái Đức, Quang Trung, Cảnh Thịnh, bà chỉ lo việc bảo vệ hoàng thành và đội cung với 5.000 nữ binh và 200 thớt voi do bà tập luyện. Thỉnh thoảng bà theo chồng ra trận như trận đánh Ai Lao năm Quang Trung thứ 2, 1785. Năm ấy vì quốc vương Ai Lao không nạp cống lễ, vua Quang Trung sai Trần Quang Diệu đem 10.000 quân đi vấn tội, bà lãnh đi tiên phong. Đến Vạn Tượng, chỉ sắp chiến một trận là hạ ngay được thành. Chiến thắng này vang dội tới gia định. Nguyễn Phúc Ánh rất sợ uy vợ chồng bà, vua Quang Trung băng hà, bà thọ mệnh phò tá ấu chúa. Nhưng Cảnh Thịnh bị bọn gian thần do Bùi Đắc Tuyên cấu kết làm bức tường thành giữa bà và nhà vua. Mãi đến lúc có việc, Cảnh Thịnh mới nhớ đến bà. Bùi nữ tướng đến gặp chồng, vợ chồng bàn với nhau là mối họa trong triều chỉ do bọn gian thần gây nên, tận diệt bọn ấy thì mối giềng lập lại không đến nỗi khó. Trần Quang Diệu xin vua bắt bọn gian thần trị tội. Trần Văn Kỷ đổ tội cho Trần Viết Kiết và Hồ Công Diệu rồi trốn mất. Nhà vua sai bắt Công Diệu và Kiết đem nộp cho Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu vào triều làm lễ cẩn rồi lãnh đại binh trở vào Nam. Tháng Giêng năm Canh Thân 1800, Trần Quang Diệu và Quảng Nam hợp cùng Võ Văn Dũng để vào thành Quy Nhơn. Nhưng tới Bình Đê cũng bị quân Tống Viết Phước cản lại. Diệu bèn sai người ra Trà Khúc lấy quân của Nguyễn Văn Giáp và hợp sức với trấn thủ Quảng Nghĩa là Nguyễn Văn Lộc, tìm mưu phá được vào Quy Nhơn. Nguyễn Văn Lộc biết rõ địa thế nơi ranh giới Quảng Nghĩa Quy Nhơn, đề nghị chia quân là ba đạo, một đạo đi ngõ đèo Bến Đá, một đạo theo đường hẻm phía tây núi Sa Lung, một đạo theo núi tắt xuyên qua núi Cung Quăng. Ba đạo đồng một lượt nổ trống chiêng và la ó, làm cho địch khiếp sợ, hoang mang không biết ngả nào mà chống đỡ. Rồi ba mặt sắp lại đánh địch thì tất phải thua. Trần Quang Diệu y kế qua khỏi đèo Bến Đá thẳng vào Quy Nhơn. Võ Tánh đem quân ra đánh, nhưng mà đánh không lại, kéo quân vào thành cố thủ. Trần Quang Diệu một mặt cho bao vây công kích, một mặt phân công cho Võ Văn Dũng cầm thủy binh giữ cửa biển Thị Nại. Quân nhà Nguyễn
đã có tên lại có đạn ở trên thành bắn xuống, quân Tây Sơn không thể đến gần chân lũy. Trần Quang Diệu cho đắp tường lũy chung quanh thành vây khốn, còn Võ Văn Dũng thì đem chiến thuyền Định Quốc và trăm dư chiến thuyền nhỏ ra đóng dặn ngang cửa biển, hai pháo đài ở Gành Ráng và Phương Mai bấy lâu bỏ hoang, được dùng sửa sang lại và đặt súng Đại Bác để canh phòng. Nguyễn Phúc Ánh nghe tin Quy Nhơn bị khốn, tháng 3 năm Canh Thân cử đại binh ra cứu viện. Trương Văn Thành cùng với Lê Chất, Nguyễn Đình Bắc, Trương Tấn Bửu đem bộ binh ra đánh Phú Yên, rồi kéo đóng ở núi Thị Giã đợi thủy binh. Thủy binh do Nguyễn Phúc Ánh chỉ huy kéo ra đóng ở Cù Lao Xanh ngoài cửa thị nại. Thủy binh cũng như bộ binh đều bị quân Tây Sơn ngăn cản không liên lạc được với nhau, mà cũng không tiến được, đành phải án binh bất động. Võ Tánh đóng chặt cửa thành chờ viện binh. Trần Quang Diệu cũng vây chặt chờ trong thành hết lương thực. Lúc bây giờ, điều quân thượng đạo là Lưu Phúc Tường liên kết với người Vạn Tượng, Trấn Ninh, công nhiễu các trấn Thanh Hóa, Nghệ An. Các thổ dân đều giấy binh sách ứng. Tín đồ Thiên Chúa Giáo do các nhà truyền giáo Pháp cổ động cũng nổi lên đánh phá lung tung. Tháng 4 năm ấy, ngày 13, lúc giờ thìn, bỗng hiện ra ba mặt trời giữa không trà sát lẫn nhau. Qua giờ thân ngày sau, biến đi một mặt, còn hai mặt cũng cứ trà sát với nhau cho đến tối, nước sông hồ cạn dần. Đến tháng 10, núi Lôi Sơn bỗng lở, suốt năm không một giọt mưa, mùa mất, dân đói, dân tình cực kỳ khốn khổ. Liệu không cứu được Quy Nhơn, Nguyễn Phúc Ánh cho rút quân thủy bộ vào Gia Định vào tháng 11 năm Canh Thân để củng cố lực lượng, rồi tháng giêng năm sau, tức năm Tân Dậu 1801, trở ra đánh mạnh. Theo kế hoạch của Lê Chất, Nguyễn Phúc Ánh chia quân đánh Gọng Kìm. Nguyễn Văn Thành, Tống Viết Phước, Trương Tấn Bửu đem bộ binh từ Phú Yên theo đường núi Dương An, An Tượng đánh ra. Nguyễn Văn Trương, Tống Phúc Lương đem thuyền nhỏ vượt phía bắc thị nại vào cửa Cách Thử, lẻn vào đầm thị nại dùng hỏa công đốt thủy trại Tây Sơn. Lê Văn Duyệt, Võ Di Nguy ở ngoài cửa thị nại khi thấy lửa cháy thì kéo trên thuyền đánh ụp vào. Bộ binh của Nguyễn Phúc Ánh kéo vào trước, đến Dương An bị quân của Nguyễn Quang Huy chặn đánh. Nguyễn Văn Thành và Tống Viết Phước cầm cự cùng quân Nguyễn Quang Huy, Trương Tấn Bửu kéo lên ngã An Tượng. Ở đây, Nguyễn Quang Huy đã bố trí sẵn mấy đội binh người thượng, quân Trương Tấn Bửu bị người thượng núp ở trong bụi rậm bắn ra, lớp bị chết, lớp chạy toán loạn, Bửu phải trở lui. Nguyễn Văn Thành và Tống Viết Phước cũng không sao qua nổi Dương An, phải cùng Trương Tấn Bửu rút vào Phú Yên đóng giữ. Ở thị nại, Võ Văn Dũng canh phòng nghiêm ngặt, súng Đại Bác đã sẵn sàng tiêu diệt địch. Nhưng đang đêm, thình lình thấy thủy trại cháy, vội cho quân đi chữa lửa. Võ Di Nguy trông thấy ánh lửa, bèn hô quân tiến vào. Súng chỉ trên hai pháo đài bắn xuống đánh chìm hết đoàn thuyền tiên phong. Võ Di Nguy bị trúng đạn chết. Lê Văn Duyệt đốc binh tiếp theo liều chết vượt khỏi tầm súng. Lê Văn Duyệt dùng hỏa công, lửa cháy dần dần và gió tạt vào thuyền Tây Sơn. Gió thổi càng mạnh, lửa cất càng cao, ánh sáng rực cả mặt biển, ngất cả nghìn dặm mây và tiếng súng nổ, tiếng quân la hét, rầm trời, dậy đất. Quân nhà Nguyễn thì bị chết vô số nhưng mà thuyền Tây Sơn bị đốt không còn một chiếc. Võ Văn Dũng đại bại, kéo tàn quân lên hiệp đồng cùng với Trần Quang Diệu giữ những nơi hiểm yếu khác. Lấy được thị nại nhưng không sao cứu nổi thành Quy Nhơn. Nguyễn Phúc Ánh đóng giữ thị nại, sai Nguyễn Văn Trương đem thủy quân ra đánh Quảng Nam và Quảng Nghĩa. Lúc bây giờ, Lê Sĩ Hoàng đã vào thế cho Nguyễn Văn Lộc để Lộc vào Quy Nhơn tăng cường cho Trần Quang Diệu. Còn Quảng Nam thì do Phạm Cần Chánh trấn thủ. Binh của Nguyễn Văn Trương bị quân của Phạm Cần Chánh và Lê Sĩ Hoàng đánh bại, phải bỏ hết chiến thuyền, chạy bộ trốn vào Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn, Nguyễn Phúc Ánh vẫn không giải cứu Võ Tánh được, bèn để cho Nguyễn Văn Thành giữ cửa thị nại, Nguyễn Huỳnh Đức đồn tại đèo Cù Mông để chống cùng Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng. Còn mình thì kéo đại quân ra đánh Phú Xuân, do biết rằng lực lượng của Tây Sơn phần lớn dồn ở Quy Nhơn, thế công thủ ở Phú Xuân đều yếu ớt. Nguyễn Phúc Ánh đi rồi, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức họp sức nhau đánh Trần Quang Diệu, dưới thị nại đánh lên, trong Cù Mông đánh ra. Nhưng mặt núi có Nguyễn Quang Huy, mặt bể có Võ Văn Dũng, quân nhà Nguyễn bị đánh bật ra khỏi đất Quy Nhơn. Trần Quang Diệu đốc quân đánh thành thêm kịch liệt. Quân mệt mỏi, tên đạn cạn, lương thực cạn, Võ Tánh liệu không trì thủ được nữa, bèn viết thư ra cho Trần Quang Diệu yêu cầu lúc vào thành đừng sát hại quân dân vô tội. Đoạn mời Ngô Tùng Châu đến nói, thành thế nào cũng mất, tôi là tướng võ phải chết theo thành, nhưng không muốn cho địch thấy mặt, còn ngài là quan văn, xin hãy cố mà bảo trọng. Ngô Tùng Châu đáp, võ có trung can, lẽ nào văn không có nghĩa khí, tôi xin phép đi trước ngài, đoạn về dinh uống thuốc độc. Võ Tánh sai chất củi khô nơi lầu Bát Giác và giải súng. Xung quanh lầu, nghe tin võ công sắp tuẫn tiết, người ái thiếp và người lão bộc cũng xin được chết theo. Công không cho. Hai người đợi công lên lầu rồi, lấy dây tự trói mình vào cột lầu chung với củi. Công thay áo mão, ung dung bước lên lầu, hướng về bắc lại năm lạnh rồi truyền châm hỏa. Không ai nỡ ra tay,
Công đòi hút thuốc, một điếu thuốc ngon dâng lên. Công hít lên một hơi dài rồi quăng điếu thuốc vào nơi có thuốc súng. Lửa bốc cháy không mấy chốc cả trong lẫn ngoài. Lầu Bát Giác hóa thành một lối khối lửa cháy hừng hực, tiếng khóc vang thành. Quản binh Nguyễn Thận hay tin hối hả chạy về, cảm kích, nhảy vào lửa theo chủ tướng. Rồi cửa thành mở, quân Trần Quang Diệu đội ngũ chỉnh tề, lặng lẽ kéo vào. Tướng sĩ trong thành bỏ khí giới, đội nào đứng theo đội nấy, không sợ hãi cũng không vênh vang. Trần Quang Diệu ban lời khuyến dụ, rồi cho thu hải cốt hai vị trung thần của nhà Nguyễn chôn cất theo lễ. Viên Quảng Binh, người Lão Bộc và người ái thiếp của Võ Công cũng được an táng ở trong thành, bên cạnh mồ Ngô Tùng Châu và Võ Tánh. Quang cảnh thành Quy Nhơn lúc bấy giờ vừa bi vừa hùng, đó là ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu 1801. Trước khi thành Quy Nhơn bị Trần Quang Diệu hạ, thì thành Phú Xuân đã bị Nguyễn Phúc Ánh hạ rồi. Nguyễn Phúc Ánh kéo thủy quân ra đến Phú Xuân vào cuối tháng 4 năm Tân Dậu. Quân nhà Nguyễn vào cửa Tư Dung, tướng Tây Sơn là phò mã Nguyễn Văn Trị đem quân ra lập đồn tại Quy Nhơn để chống cự. Tiền quân nhà Nguyễn tiến không được, Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem quân đánh tập hậu, lưỡng đầu thọ địch. Văn Trị không chống nổi, bỏ đồn thoát thân. Thủy sư nhà Nguyễn vào cửa Thuận An rồi kéo lên thành đánh Huế. Vua Cảnh Thịnh phải tự mình kéo quân ra cự địch, tướng tài không có ai. Nữ tướng Bùi Thị Xuân phải đem nữ binh và tượng binh theo hộ giá. Hai bên đánh nhau từ sáng đến trưa thì quân Tây Sơn tan rã. Bùi nữ tướng vừa chỉ huy nữ binh, vừa điều khiển tượng binh, khi thủ khi công, tả xung hữu đột, rồi bảo vệ vua Cảnh Thịnh mới được an toàn. Nhưng rồi liệu thế không chỉ thủ được nữa, nữ tướng bèn phò vua chạy vào thành. Trong thành thì các đình thần, võ cũng như văn đều bỏ trốn hết, không chỉ hoãn được. Nữ tướng liền thúc quân mở cửa hậu, phò vua Thái Hậu và cung quyến chạy ra bắc. Nguyễn Phúc Ánh sai Lê Chất đem kỵ binh đuổi theo. Nữ tướng truyền nữ binh phò ngự giá đi trước, còn mình thì quay trở lại điều khiển tượng binh để chặn quân nhà Nguyễn. Bầy voi lúc trước ở thành Phú Xuân, vì lo bảo vệ vua nên chỉ giữ thế thủ, lúc này mới được dịp chiến đấu nên ra uy. Cả bầy thét lên một tiếng rồi xông vào đoàn ngựa đang chạy tới, ngựa thất kinh, lồng lên và hí vang trời, bỏ chạy toán loạn. Quân Nguyễn không đợi đánh đã tan. Lê Chất vội quay ngựa chạy về Phú Xuân, Bùi nữ tướng cũng thu voi chạy theo ngự giá. Nguyễn Phúc Ánh vào thành Phú Xuân treo bảng Triệu An. Đất Thuận Hóa từ đây, ngày 3 tháng 5 năm Tân Dậu, vào tay Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh bèn sai Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem quân vào cứu Quy Nhơn, sai Nguyễn Văn Trương ra đóng ở Linh Giang, Phạm Văn Nhân xuống giữ Thuận An, Lưu Phúc Tượng đi đường lên Vạn Tượng mua chuộc vua Ai Lao và các bộ lạc ở dọc theo biên giới Việt Lào. Lê Văn Duyệt kéo bộ binh qua đèo Hải Vân vào Quảng Nam. Lê Chất đem thủy binh vào sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi. Phạm Cần Chánh trấn thủ Quảng Nam để cho quân Lê Văn Duyệt kéo thẳng vào Quảng Ngãi, gặp quân Lê Chất rồi cùng Lê Sĩ Hoàng trấn thủ Quảng Ngãi đánh hai đầu quân Nguyễn đồng đến 3 vạn. Nhưng không chống cự nổi sức mạnh của Phạm Lê Chất phải kéo quân ra biển. Lê Văn Duyệt chạy vào Mộ Đức. Ở Mộ Đức, Lê Văn Duyệt lại bị Lê Sĩ Hoàng đánh cho một trận nữa, phải chạy lên núi Thạch Bích, tức là Đá Vách. Thạch Bích nằm ở phía tây nam phủ lỵ Quảng Ngãi thuộc Nghĩa Hành. Ở trên cao, trên nghìn thước, đó là ngọn núi cao nhất Quảng Nghĩa, khí núi không hùng nhưng mà rất là hiểm. Vách đá dựng ngược, đường đi khúc khuỷu treo leo. Trên núi có người thượng tục gọi là Mọi Đá Vách, thường nổi dậy chống chính quyền địa phương. Lê Văn Duyệt vốn người Quảng Ngãi, biết rõ địa thế và tính tình người Đá Vách nên có thể lên đó đồn trú lâu dài. Còn Lê Chất chạy ra biển, đóng quân tại Cổ Lũy. Cổ Lũy là một cô thôn nằm trên cửa sông Trà Khúc. Ở nơi đây xưa kia, người Chiêm Thành đóng đồn ngăn giặc. Đó là một vùng cát trắng mênh mông. Phía trước mặt là nơi giao thủy của sông Trà và sông Vệ. Bên kia sông là thôn Phú Thọ và phía đông là cửa đại mênh mông. Cũng như Lê Văn Duyệt, Lê Chất đóng binh chờ dịp vào Quy Nhơn. Nhờ Bùi nữ tướng hộ giá thì vua Cảnh Thịnh cùng cung quyến ra khỏi Linh Giang ngày 5 tháng 5 năm Tân Dậu, đến Thanh Hóa phi báo cho Nguyễn Quang Thủy vào rước. Tới Bắc thành Cảnh Thịnh, ngự nơi vua Lê, lúc bấy giờ mưa tuôn cả tuần, trong thành nước ngập lênh láng, nước giật rồi lại bị địa chấn. Đất trước hoàng cung bị sụt hàng mẫu sâu đến 3-4 thước. Ở Nghệ An, lầu Tam Tầng nơi Phụng Hoàng thành khi không mà ngã, thiên hạ đều cho là điều bất thường. Vào hạ tuần tháng 5 năm Tân Dậu, nhà vua đổi niên hiệu là Bửu Hưng, xuống chiếu nhận lỗi cùng nhân dân và vỗ về tướng sĩ các trận. Lại cử thi trung đại học sĩ Ngô Thì Nhậm làm binh bộ thượng thư, hiệp biện đại học sĩ Nguyễn Thế Lịch làm lại bộ thượng thư, thị trung ngự sử Phan Hữu Ích là lễ bộ thượng thư, các quan văn võ khác, tất cả đều được thăng thưởng. Nhà vua còn sai đắp đền Phương Trạch tại Tây Hồ, lấy ngày Hạ Chí và Đông Chí làm ngày lễ trời đất, cho mở khoa thi để tuyển nhân tài. Đến tháng 8, nhà vua truyền hịch đi các trấn để lấy thêm quân, rồi sai Nguyễn Quang Thủy đem quân vào trấn Nghệ An. Qua tháng 10,
nhà vua giao Bắc Thành cho hai em là Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Quang Khanh, rồi tự mình đem quân bốn trấn xứ Bắc và quân Thanh Hóa, Nghệ An non 3 vạn người kéo quân đến Linh Giang. Nữ tướng Bùi Thị Xuân đem 5.000 thủ hạ theo hộ giá. Tướng nhà Nguyễn là Nguyễn Văn Chương và Tống Phước Lương. Đặng Trần Thường thấy binh thế của Tây Sơn quá mạnh, bỏ Linh Giang rút về Đồng Hới. Nguyễn Phúc Ánh được tin liền thân chinh đem đại binh ra tiếp ứng, đóng đại binh tại Đồng Hới, sai Phạm Văn Nhân và Đặng Trần Thường đem quân giữ mặt bộ, sai Nguyễn Văn Chương ra giữ mặt bể. Tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1802, vua Bửu Hưng sai Nguyễn Quang Thùy và tổng quân Siêu tiến quân lên đánh Trấn Ninh. Đô đốc Nguyễn Văn Kiên và Tư Lệ Tiết thì đánh lũy Đâu Mâu. Thiếu úy Đặng Văn Tất và Đô đốc Lực thì đem 100 thuyền chiến chặn ngang cửa Nhật Lệ. Trấn Ninh, Đâu Mâu, Nhật Lệ đều thuộc Quảng Bình. Đó là 3 căn cứ quân sự rất trọng yếu ở địa đầu Trấn Thuận Hóa. Ở Trấn Ninh, địa phận ở xã Phú Ninh, huyện Phong Lộc, năm Nhâm Dần 1662, Nguyễn Hữu Giật, bề tôi nhà Nguyễn đắp lũy Trấn Ninh để ngăn giặc biển, lại đắp lũy Sa Phụ để nương tựa nhau. Họ Trịnh đem quân vào đánh Thuận Hóa, đánh mấy tháng không qua khỏi lũy này, phải rút quân trở về Bắc. Phá Nhật Lệ ở đông bắc huyện Phong Lộc cũng thuộc xã Phú Ninh, chu vi ước 5 dặm. Phía đông có gò cát Bao La, đồi cao, xanh rậm, biển cả chạy quanh ở đông bắc, các núi triều cũng ở tây nam sông Nhật Lệ, tức là sông Đồng Hới chạy ra phá. Núi Đâu Mâu ở phía tây huyện Phong Lộc, tọa lạc ở xã Lệ Kỳ, núi gò trùng điệp, cây cối sầm uất, đỉnh cao nhọn hình như mão, Đâu Mâu khí thế hùng vĩ. Chân núi gối sông Nhật Lệ, lũy do chúa Nguyễn đắp để ngăn quân Trịnh chạy dài dưới chân lũy. Lũy Trấn Ninh và Đâu Mâu đã kiên cố lại phòng vệ nghiêm túc, đánh mãi mà không hạ nổi. Vua Bửu Hưng liền đem tất cả binh mã tới đánh Đâu Mâu. Quân trên thành dùng súng đại bác bắn xuống và lấy đá lớn quăng xuống quân Tây Sơn. Lớp bị thương, lớp bị chết rất nhiều. Vua Bảo Hưng sợ, muốn rút lui. Bùi Nữ Tướng không chịu, xin cho ra đốc chiến. Nhận thấy trong những khoảng có súng bắn thì không có đá quăng, mà súng thì bắn xa, dưới chân thành không bị đạn, súng lại không bắn liên tục được. Nữ tướng bèn nhanh nhẹn nhảy vào chân thành, nữ binh theo gương nhảy theo từng loạt vào tới chân thành, chuyển lên vai nhau trèo vào thành. Lính canh súng và quăng đá không đề phòng. Ở ngoài thì quân Tây Sơn cứ những nơi không có đạn đá lèn tiến vào chân thành và theo phương pháp chuyển vai mà lên. Hai bên đánh giáp lá cả, đánh từ sáng đến chiều, máu và mồ hôi ướt đẫm áo giáp. Thành sắp hạ được thì có tin thủy quân Nhật Lệ bị quân nhà Nguyễn đánh tan. Nguyễn Quang Toản hoảng hốt ra lệnh lui binh, không sao cản được. Bùi Nữ Tướng phải mở đường máu để tháo quân. Đô đốc Kiên và Tư Lệ Tiết không theo kịp, phải đầu hàng. Bửu Hưng, Nguyễn Quang Toản chạy đến Linh Giang thì bị tướng Nguyễn là Nguyễn Văn Chương chặn lại. Quân Tây Sơn không có sức chống cự. Bùi Nữ Tướng lại một phen nữa phải xông pha nơi tên đạn để đưa Quang Toản sang sông. Về đến Nghệ An thì kẻ tùng giả không còn quá vài trăm. Bùi Nữ Tướng mình đầy thương tích, nhìn thấy đoàn nữ binh sống sót, máu me đẫm áo thì lệ anh hùng không thể ngăn được. Trong trận Đâu Mâu này, nữ tướng Huỳnh Thị Cúc đã sát cánh cùng Bùi Nữ Tướng hợp lực chiến đấu công thành, liên kết tiếp sức nhau khi mở đường máu rút quân khỏi thành và dốc hết khí lực, tài năng mới đưa được vua Cảnh Thịnh qua sông. Huỳnh Nữ Tướng cùng một số nữ binh còn sống ở lại chặn quân nhà Nguyễn. Sáng hôm sau, Huỳnh Thị Cúc cùng 10 nữ binh áo ướt đẫm máu về đến thành, vừa trông thấy Bùi Nữ Tướng, Huỳnh Thị Cúc vội vã chạy đến ngã vào lòng, Bùi Nữ Tướng ôm lấy em, Huỳnh Nữ Kiệt nhìn chị lần cuối rồi tắt thở. Ở Trấn Ninh, Nguyễn Quang Thùy nghe tin đại binh rút lui thì cũng liền rút lui nhưng không qua nổi Linh Giang, phải chạy lên đường núi mà đi, hơn một tuần mới về đến Nghệ An. Anh em gặp nhau, Bửu Hưng cùng với Quang Thùy ra Bắc để Nguyễn Văn Thân ở lại giữ Nghệ An. Bùi Nữ Tướng thương tích chưa lành nên xin ở lại Nghệ An điều dưỡng. Nguyễn Phúc Ánh thắng quân Tây Sơn ở Trấn Ninh, Nhật Lệ rồi, bèn đem quân về Phú Xuân để Nguyễn Văn Chương giữ Đồng Hới, Tống Phúc Lương và Đặng Trần Thường giữ Linh Giang. Trong lúc Nguyễn Phúc Ánh đem quân ra Đồng Hới thì ở Quảng Nghĩa, Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem quân đi lọt được vào Quy Nhơn. Lê Chất đi đường biển vào cửa An Dũ, Lê Văn Duyệt theo đường hẻm Trung Xá vượt qua núi La Sung, hợp nhau ở Bồng Sơn rồi kéo vào Quy Nhơn. Nghe tin Lê Văn Duyệt và Lê Chất đã vào được Quy Nhơn, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Huỳnh Đức ở Phú Yên kéo quân ra tiếp ứng. Quân Tây Sơn do Võ Văn Dũng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Lộc điều khiển chia quân ra chặn đánh. Trận đánh lớn nhất là trận đánh ở Kỳ Sơn giữa Nguyễn Văn Lộc và Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành. Kỳ Sơn ở phía đông nam thành Quy Nhơn, đó là một hòn thổ sơn chạy dài theo hướng bắc nam, bao quanh đến vài mươi dặm, hình núi không đều, hai đầu mở rộng và cao, chính giữa hơi eo và thấp. Ở đầu phía bắc nổi lên hai đỉnh đứng song song, một gọi là Phụng Sơn, một gọi là Xuân Sơn. Ở đầu phía nam, một ngọn nửa cao suýt soát hai ngọn kia gọi là Mai Sơn. Trên núi có nhiều hòn đá to lớn và một cái hầm rộng lớn ăn sâu vào núi gọi là Quy Khanh, tức là hầm rùa, vì trước miệng hầm có hòn đá lớn giống con linh quy,
thấy núi rất là hiểm trở. Nguyễn Văn Lộc là người Kỳ Sơn, biết rõ những nơi hiểm yếu, với 8.000 quân phục gần 20 chỗ, đại phá được 3 vạn quân của Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành. Nhờ vậy mà quân nhà Nguyễn không đến gần được thành Quy Nhơn, quân trong ngoài ra vào không trở ngại. Quân nhà Nguyễn đóng giữ mặt Bắc ở Thạch Tân và mặt Bể ở Cách Thử Thị Nại. Quân Tây Sơn cũng đóng yên ở trong và ngoài thành, gồm nhau với quân nhà Nguyễn. Chờ Trần Quang Diệu được tin quân Tây Sơn bị thua ở Nhật Lệ, Trấn Ninh, Nguyễn Phúc Ánh đã hoàn toàn làm chủ đất Thuận Hóa thì thất kinh, bàn cùng các tướng. Binh mã đã bị hao ở Trấn Ninh và Nhật Lệ quá nhiều, lực lượng ở Bắc Thành không còn mấy. Nếu Nguyễn Phúc Ánh kéo quân lên đánh thì Bắc Thành không thể trì thủ được lâu. Ta phải đem quân về cứu, kẻo Bắc Thành thất thủ nữa thì Quy Nhơn có giữ vững cũng không ích gì. Vậy nên bỏ thành Quy Nhơn. Võ tướng quân cùng tôi đem đại binh ra Bắc, Nguyễn Quang tướng quân đem binh đóng ở Dương An, Nguyễn Văn tướng quân về đóng ở Kỳ Sơn để chia bớt lực lượng của quân Nguyễn, không nên đóng quân trong thành mà bị địch bao vây. Sắp đặt xong, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng cùng đem 3.000 quân, 80 thớt voi theo đường thượng đạo sang Lào để ra Nghệ An vào thượng tuần tháng 3 năm Nhâm Tuất. Sau khi quân Tây Sơn bị đại bại ở Nhật Lệ và Trấn Ninh, thì đất Thuận Hóa từ Hải Vân Sơn đến Linh Giang hoàn toàn thuộc về nhà Nguyễn. Ngày 2 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Phúc Ánh xưng đế, đặt niên hiệu là Gia Long. Lên ngôi vua rồi, Gia Long sai Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh đem vật phẩm và những ấn sách của nhà Thanh đã phong cho Tây Sơn sang nạp cho Thiên Triều và xin cho mình làm An Nam quốc vương thay thế Tây Sơn. Liền đó Nguyễn Phúc Ánh đem đại binh kéo đi đánh Bắc Hà, sai Nguyễn Văn Chương lãnh thủy binh, Lê Văn Duyệt và Lê Chất lãnh bộ binh đi trước. Tháng 6, quân bộ qua sông Linh Giang tiến lên đóng ở Hà Trung, quân thủy vào cửa Hội Thống, rồi cùng đánh phá các đồn lũy của Tây Sơn. Viên trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Văn Thuận bỏ thành ra giữ đồn Tiền Lý ở Diễn Châu. Lúc bấy giờ Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đã đến Quy Hợp, đường đi khó khăn, hết đèo lại dốc, phần Lam Sơn Chương Khí, phần rắn độc thú dữ, phần bị bọn thổ ti theo nhà Nguyễn như Hà Công Thái, Nguyễn Đình Ba đột kích, đoàn tùy tùng Trần Quang Diệu bị hao dần dần. Khi đến Nghệ An thì 10 phần chỉ còn 3-4, đoàn tượng binh chỉ còn 10 thớt, tướng sĩ hầu hết đều bị sốt rét rừng, Trần Quang Diệu bị phù thủng, đi đứng khó khăn. Trần Quang Diệu kéo quân xuống Hương Sơn, tướng nhà Nguyễn là Võ Doãn Văn, Lê Đức Định dẫn man binh đến đánh bất thình lình, trở tay không kịp, quân sĩ bị giết sạch. Trần Quang Diệu cùng các bộ tướng Từ Văn Chiêu, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Điểm, Nguyễn Văn Miên, Võ Văn Dung đều bị bắt. Ở Diễn Châu, Bùi Nữ Tướng hay tin liền đem nữ binh đi giáp cứu. Đến Giáp Sơn thì giải cứu được, chạy đến sông Thành Chương thì bị quân nhà Nguyễn chặn đánh, quân Tây Sơn liều chết lăn xả và chém giết quân Nguyễn. Bùi Nữ Tướng và đoàn nữ binh xông vào đâu thì quân Nguyễn dã đến đó, nhưng mà quân Nguyễn quá là đông, quân Tây Sơn dần dần bị yếu thế. Các tùy tướng lớp bị chết, lớp bị bắt trở lại. Chỉ có Bùi Nữ Tướng, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng thoát khỏi, xong Trần Quang Diệu kiệt sức không đi nổi nữa. Nữ tướng phải lo bảo vệ chồng, không rảnh tay chống cự cùng binh tướng nhà Nguyễn, nên cả hai vợ chồng đều bị sa cơ. Một mình Võ Văn Dũng thoát được, nhưng chạy ra đến Nông Cống, Thanh Hóa bị bọn Lê Văn Pháp, Phạm Ngọc Thụy kéo dân địa phương ra bắt. Một mình không chống nổi đám đông, Võ bị bắt trở lại. Trần Quang Diệu, Bùi Nữ Tướng, Võ Văn Dũng đều bị đóng cũi giải về Nghệ An nộp cho Nguyễn Phúc Ánh. Dọc đường, Võ Văn Dũng phá cũi thoát thân, Bùi Nữ Tướng không nỡ bỏ chồng, đành ở lại để cùng chết. Dẹp yên Nghệ An, Nguyễn Phúc Ánh xua quân ra đánh Thanh Hóa. Đốc trấn là Nguyễn Quang Bàn khiếp sợ mở thành đầu hàng, đô đốc Đặng Xuân Bảo cương quyết, làm tướng chỉ biết đầu hàng, rồi hô lớn, quân sĩ ai muốn theo tôi. Vài ngàn quân sĩ dạ to một tiếng rồi cùng chủ tướng xông ra thành, quân Nguyễn đông như kiến, nhưng quân Tây Sơn không chút e dè, tướng lướt đi trước. Quân đi sau giáo gươm đâm chém như mưa xối, bão táp không chống đỡ nổi. Nhưng rồi quân Nguyễn chạy ra xa dùng tên đạn bắn, xông qua mũi tên làn đạn, hết lớp này đến lớp khác, quân Tây Sơn bị chết lần lần, Đặng Xuân Bảo bị trúng đạn, ngã quỵ, quân Nguyễn ùa ra bắt sống. Quân Nguyễn Phúc Ánh kéo về thành, Nguyễn Phúc Ánh dụ hàng, bảo nhất định không hàng, nhịn ăn 5 ngày không chết, bèn đập đầu vào vách, tuẫn tiết. Lấy được Thanh Hóa rồi, thì quân Nguyễn Phúc Ánh rầm rộ kéo ra Bắc Thành. Lực lượng Bắc Thành bấy giờ đã quá yếu. Quân Tây Sơn nghe tin khiếp đảm, bỏ thành trốn gần hết. Liệu không thể chống giữ nổi, Đại Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết và phu nhân là bà Trần Thị Lan đưa vua Bảo Hưng cùng gia quyến sang sông Nhị Hà, chạy lên vùng núi phía Bắc. Đô đốc Nguyễn Văn Tứ, Tư Mã Nguyễn Văn Dụng theo hộ giá. Để ngăn giặc đuổi theo, Nguyễn Quang Thủy cùng Đô đốc Trương Đăng Đồ, tức là Tú Đức Hầu và phu nhân ở lại giữ thành. Thế giặc mạnh như bão táp không sao địch được, hai ông bà Tú Đức Hầu phò Nguyễn Quang Thủy chạy về ngả Sơn Tây để cho giặc đuổi theo mình, chứ không đuổi theo giặc, đuổi theo vua và cung quyến. Đoàn ngự giá đến Xương Giang, đêm nghỉ ngơi nhà dân địa phương, bị kẻ bất lương đi cáo giác. Quân nhà Nguyễn kéo đến vây đánh, Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Văn Dũng bị tử trận. Hai ông bà Đô đốc Tuyết phá được vòng vây,
Phò Sa Giá chạy được 10 dặm nữa thì quân nhà Nguyễn do Lê Chất chỉ huy đuổi kịp. Giáp mặt Lê Chất, đô đốc Tuyết mới hỏi: "Nhà ngươi quên ơn chúa cũ?" Chất đáp: "Ngũ tử tư chỉ nhớ đến thù cha." Đô đốc truyền phu nhân phò ngựa giá chạy trước, còn mình thì kịch chiến cùng Lê Chất. Một mình Tả Xung hữu đột, quân Nguyễn núng thế toan thối lui thì một phát súng bắn trúng đô đốc ngã nhào. Quân Nguyễn đuổi theo ngựa giá, Trần phu nhân hết sức chống cự nhưng mà ít không thắng nổi đông, cả đoàn đều bị bắt. Không thể để địch làm nhục, phu nhân bèn tự sát cùng với thái hậu Bùi Thị Nhạn. Vua Bửu Hưng cùng cung quyến đều bị giải về Thăng Long. Đó là ngày 16 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1802. Mấy hôm sau, Nguyễn Quang Thùy và vợ chồng Tú Đức Hầu cũng bị bắt ở Tây Sơn. Nguyễn Quang Thùy đập đầu Tuẫn Tiết, Tú Đức Hầu cùng phu nhân rút gươm tự sát. Nhà Tây Sơn chính thức mất